Xin chào tất cả các bạn, đây là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về gia đình ba người này nhé. Bạn ơi, như vậy là chúng mình đã cùng nhau tô màu xong bức tranh về gia đình này rồi đấy.